Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Thưa quý vị, trong 3 kỳ phỏng vấn vừa qua, nhà báo uy tín đến từ thủ đô Paris của nước Pháp, một người đã từng gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó trở thành người đấu tranh tự do dân chủ Việt Nam, đã đưa ra những nhận định tổng quát về nhân sự và chính sách của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 kết thúc vào ngày 19 tháng Giêng năm 2011 tại Hà Nội. Hôm nay, một vấn đề mà chúng tôi muốn nêu lên với nhà báo uy tín là đất nước và con người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao đối với một đại hội đảng mà cả nội dung lẫn hình thức đều duy trì những khuôn mặt thủ cựu cũng như một chính sách mà nhà báo Bùi Tiến nói rằng vẫn cương quyết muốn giữ lại xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thưa Bùi Tiến, với một nhân sự của Đảng Bộ Chính trị như vậy và với một chính sách được đề ra như vậy đó, thì theo ông sẽ tác động như thế nào đối với sinh hoạt của Việt Nam? Tôi nghĩ là sau cái đại hội 11 này đó thì tình hình khá là phức tạp và có nhiều lý do để bi quan. Tôi cũng nhận được rất nhiều cái email và nhiều cái điện thoại của bạn bè thân nhất ở trong nước, cũng như là gặp những anh em ở Pháp, ở Canada và ở Mỹ, thì tình hình quả thật là đáng bi quan. Bi quan bởi vì rằng là một cái chế độ độc đảng, nó vẫn tự khẳng định là độc đảng là duy nhất đúng đó, cần thiết cho đất nước, mà không mang lại một cái hứa hẹn tương lai gì tốt đẹp cả. Thế và sau khi mà chủ nghĩa Mác Lênin mà nó theo đuổi đó, đã phá sản ở tại cái nước gốc của nó như nước Đức, nước gốc của nó như là Liên Xô, thì ai cũng nghĩ là Liên Xô sụp đổ năm 91 thì những cái nước vệ tinh của nó làm sao mà có thể tồn tại được, mà nhất là Việt Nam lại là lúc đó là dựa vào cái trụ cột vững nhất là Liên Xô, từ quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế, tài chính, là tất cả đều dựa vào Liên Xô là chính, mà nó sập một cái. Thế và đây là một cái chế độ nó lạc hậu, cái lý luận của nó đã phá sản rõ rệt rồi. Chắc anh cũng biết rằng là cả cái chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị cái Quốc hội châu Âu đó ra nghị quyết đây là tội ác viết hoa, đây là sai lầm của lịch sử và không thể cho nó tồn tại, nó trở lại ở châu Âu được nữa. Thế mà cái quá, đây gọi là quá khứ, cái chủ nghĩa xã hội là quá khứ, mà cái quá khứ này nó vẫn không chịu ra đi, nó cứ ở lì lợm ở đất nước mình, ở Trung Quốc, ở Cuba, ở Bắc Hải. Đây là một cái sự phi lý tột cùng, nhưng mà đấy là sự thật. Cho nên là người ta có nhiều lý do để bi quan. Bao nhiêu cuộc đấu tranh, bao nhiêu trí thức bị tù, dân chủ bị tù, bao nhiêu điều oan uổng, nông dân bị mất đất, quyền tư hữu không được chấp nhận, tất cả chồng chất những cái phi lý, nhưng nó vẫn tồn tại, sờ sờ ra đấy. Đây là một cái thách thức. Cho nên tôi nghĩ là người ta hy vọng ở Đại hội 11, người ta không thấy có một cái ánh sáng gì cuối đường hầm cả, mà thậm chí nó còn tụt lùi nữa, còn gắn với Trung Quốc hơn nữa. Thế thì có rất nhiều lý do để mà chán nản, để mà bi quan, để mà không thể nhìn thấy có một cái gì gọi là tươi sáng trong những năm trước mắt, ít nhất là trong 5 năm. Thế nhưng mà ngược lại đó, anh Thái ạ, tôi cũng phải nghĩ lại, và anh em ở trong nước họ cũng có những cái khuyến khích lại tôi nữa, và bản thân tôi cũng thấy là gì? Không có lý do gì để bi quan hết. Bi quan là lầm lẫn. Chúng ta có đầy đủ lý do để lạc quan. Bởi vì những cái gì mà phi lý nó đạt đến tột cùng đó, thì tất cùng tất biệt. Tôi nghĩ Đại hội 11 này là một sự khiêu khích đối với trí tuệ. Là một sự khiêu khích ghê gớm đối với nhân dân bị bỏ rơi. Nhất là tầng lớp nhân dân lao khổ, nông dân, lao động, công nhân không có công đoàn độc lập, nông dân không có ruộng đất, bị cướp đất.
Đây là một cái thách thức đối với trí thức. Mà trí thức lại là đang thức tỉnh, chứ không phải ù lì như 10 năm hay 20 năm cũ đâu. Làm gì mà trước đây làm gì có được cái mạng bullshit mà người ta dám ký tên địa chỉ 3.000 người mà đều là những vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, nhà kinh doanh nổi nhất ở trong nước. Thách thức đối với chế độ. Làm gì mà đã có lúc mà 22 vị trí thức cao cấp hưởng bao nhiêu bổng lộc của Đảng, phó thủ tướng, bộ trưởng, đại biểu quốc hội, thế mà lại đi cưa đổ sắt cả bốn cái cột trụ của cái đại hội 11 này, mà bây giờ họ không thể ngồi yên đâu. Đây là cái thách thức đối với trí tuệ, đối với trí thức. Xin lỗi Bùi Tiến, cho tôi hỏi điều này. Rất nhiều người hải ngoại đi về Việt Nam, cũng như những đồng bào từ Việt Nam đi ra hải ngoại, đều có một cái nhận định tương đối giống nhau ở điểm này. Ở các đô thị lớn, Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Huế, Đà Lạt, v.v. Thì nhà nước Cộng sản Việt Nam có một chính sách thả lỏng. Tức là dân chúng vui chơi rồi muốn chỉ trích đảng được, miễn sao đừng tập hợp thành tổ chức. Còn tại nông thôn thì đời sống người dân vẫn nghèo đói. Thành thị thì được thả lỏng cho nên mà người ta ngủ quên với cái sinh hoạt như vậy. Còn nông thôn thì không có ai có thể hướng dẫn để cho người dân có thể tập hợp thành một lực lượng mà đe dọa tới cái sự sống còn của Đảng Cộng sản. Như vậy thì chúng ta lạc quan được điểm nào? Tôi nghĩ là cái lạc quan của tôi tất nhiên là lạc quan một cách dè dặt, nhưng mà có đầy đủ lý do để lạc quan. Bởi vì ai người ta cũng nghĩ đến cái hạnh phúc của mình và của con cháu chứ. Ai người ta cũng có cái lương tri tối thiểu chứ. Ai người ta cũng có cái lòng yêu nước và yêu công lý chứ. Và những cái nó tiềm ẩn. Hiện nay người ta tạm giấu cái của quý đó. Bởi vì sợ lộ ra thì là bị những cái tai vạ. Bị những tai vạ. Đã bao giờ tôi nghĩ là như cách đây 1-2 năm là công giáo người ta họp, tập họp ở xã đoài đấy, một cái lực lượng lên đến 200.000, 400 cái loa mà chỉ nói về hòa bình, về tình thương yêu, mà công an kéo đến 800 người cuối cùng ra về, không có lý do gì, bởi vì chả nhẽ bỏ tù cả 200.000 người cho nên là những cái xuống đường theo kiểu của Gandhi, không bạo động, mà nếu mà phối hợp được đấu tranh theo một hướng như thế đó thì có thể làm nên những cái biến chuyển lớn. Và hiện nay tôi nghĩ cái thời cơ đó đang đến, bởi vì người ta đã cảm thấy nhân dân ta cần có những cái tập hợp lại, không cần phải tổ một tổ chức, nhưng mà phối hợp hành động theo những hướng nhất định, chỉ cần có đòi tự do dân chủ. Mà tự do dân chủ là cái mà trong nghị quyết đại hội 11 cũng đã có. Cho nên chúng ta phải dựa vào men theo những cái mà nó đã quyết định để mà đưa đến cái cuộc đấu tranh của ta. Tôi lạc quan nữa là bởi vì trí thức của chúng ta đang thức tỉnh từng mảng khá lớn. Tuổi trẻ của chúng ta đang thức tỉnh từng mảng khá lớn. Tôi nhận được rất nhiều thư của các em sinh viên trường luật. Mà anh biết là hiện nay cái chế độ này nó căm ghét cái giới luật sư. Bỏ tù không biết bao nhiêu luật sư, mà bởi vì nó đã cam kết là xây dựng một chế độ pháp quyền, là tôn trọng pháp luật, cho nên là tất cả luật sư là đều có lý, đều có cái lương tâm để mà thách thức cái chế độ. Cho nên tôi nghĩ là cái năm 2011-12 sắp đến đó sẽ lý thú lắm đấy. Rất nhiều đồng bào chúng ta ở trong nước cũng như hải ngoại đều rất lo âu trước một cái nguy cơ, đó là cái thái độ ngày càng lấn lướt và có thể bùng nổ một cuộc chiến với láng giềng khổng lồ miền Bắc, tức là Trung Quốc. Theo nhận định của nhà báo Bùi Tín là nếu mà xảy ra một trận đụng độ quân sự như năm 1979, thì cán thể lực lượng đối bên là sao? Tôi nghĩ là Trung Quốc nó cũng khôn ngoan. Hiện nay chưa phải lúc. Và nó dám lao vào một cuộc tự sát.
Anh nhớ là Đặng Tử Bình trước khi chết 6 tháng đó, đã di huấn lại riêng cho Giang Trạch Dân với sự có mặt của đầy đủ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ông nhắc chỉ có 4 chữ thôi. Thao quang dưỡng hối. Thao quang dưỡng hối là gì? Là anh phải tránh cái ánh sáng, phải lần mình vào trong bóng tối, phải nuôi dưỡng cái bóng tối, phải ấp ủ một cái âm mưu, nhưng mà phải nín thở qua sông trong 25 năm. Bởi vì Đặng Tử Bình là một cái mưu sĩ cực giỏi, nhìn xa trông rộng. Nó biết là Trung Quốc còn quá lạc hậu về mặt kỹ thuật và nhất là về mặt quân sự từ 20 đến 25 năm so với Mỹ. Cho nên trong khi mà muốn thu hẹp cái khoảng cách với Mỹ đó, không để Mỹ là bao vây, chặn lại, cấm vận một cách nguy hiểm những cái mũi nhọn kỹ thuật đó, thì anh phải rất lặng lẽ. Anh phải đi vào con đường dùng Hoa Kiều đẩy trên thế giới để lấy về những cái mũi nhọn kỹ thuật. Và từ đó mà anh phải giữ một cái thế rất khiêm tốn, rất che giấu những cái móng vuốt của mình còn non, đừng để lộ ra cái ý đồ làm chủ thế giới vội. Thì chính cái điều đó là Giang Trạch Dân đã rất tuân thủ. Nhưng một năm nay Hồ Cẩm Đào đã phạm một cái sai lầm rất lớn. Nó nghĩ rằng Mỹ xa lầy ở hai bãi lầy Afghanistan và Iraq, phương Tây bị một cái khủng hoảng tài chính chưa từng có, cho nên đây là thời cơ để ngay từ bây giờ Trung Quốc vùng dậy để cạnh tranh với Mỹ, vai trò số một của thế giới. Nhưng hiện nay Obama đã nhìn rõ rồi, từ một coi như là một cái đối tác để hợp tác bình đẳng để duy trì có trách nhiệm hòa bình thế giới đó, thì bây giờ người ta nhận định đây là một Trung Quốc là một phần tử gây rối, là một phần tử nguy hiểm, một phần tử thách thức, là một tiềm năng kẻ thù của Hoa Kỳ mà phải ngăn chặn sớm để nó không có, khi mà nanh vuốt nó đã cứng cỏi rồi thì sẽ thành ra cái hiểm họa số một của thế giới. Thì tôi nghĩ là Việt Nam phải nhìn thấy cái đó để thấy là dựa vào Trung Quốc không phải là cái thế mạnh ở tương lai đâu. Và đây là một cái thế yếu. Nước Trung Quốc là một thế yếu, mà chỗ yếu nhất tôi chỉ dẫn để các bạn thấy là tiềm năng quan trọng nhất của một nước là cái thu nhập chia theo đầu người. Và cái thu nhập chia theo đầu người hiện nay của Trung Quốc là hơn 3.000 đô la đó, xếp vào thứ 91 của thế giới. Mà 10 năm nay mới thu hẹp được từ 100 lên 91, được 9 bậc. Bao giờ mà có thể thu hẹp được lên đến top 10, lên đến 10 nước hàng đầu của thế giới? Còn lâu lắm, 4 năm đến 60 năm. Do đó cho nên không nên đánh giá cao Trung Quốc, không nên khiếp sợ về Trung Quốc. Đây là tôi chưa nói là các nhà kinh tế của Trung Quốc vừa ra một loạt bài mà nói rõ rằng là Trung Quốc hiện nay đã có 10 cái gót chân asin chứ không còn một đâu. Thưa quý khán giả, vì thời gian đến thăm quận Cam của nhà báo Bùi Tín cũng giới hạn, cho nên trong 4 kỳ phỏng vấn vừa qua, ông đã dành thì giờ để nói về đại hội chính sách và nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam sau lần họp thứ 11 ở Hà Nội. Lần phỏng vấn kế tiếp cũng là lần chót, chúng tôi sẽ nêu lên một câu hỏi đối với nhà báo Bùi Tín, đó là bắt đầu từ lúc nào thì người đảng viên trung kiên Cộng sản Bùi Tín bắt đầu nhìn thấy bộ mặt thật của chủ nghĩa Cộng sản để từ bỏ Đảng Cộng sản và trở thành một người đấu tranh tự do dân chủ của dân tộc chúng ta. Đinh Quang Anh Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong kỳ phỏng vấn sắp tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất.
Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.